Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần 4 của Thời sự Thế giới. Và trước khi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin, trong đó có một cái tin breaking news này không được vui lắm. Thì Ngọc Lan có thêm những cái tin tức nào đáng chú ý trong ngày hôm nay? Có, liên quan đến những người hút thuốc. Đó là lần đầu tiên FDA đã chấp thuận cấp phép cho một loại thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử thì trong thời gian qua đó, cả chục năm qua là mọi người đều đã nghe nói đến rồi và thấy buôn bán rất là nhiều. Nhiều người người ta sử dụng cái thuốc lá điện tử này để như một cái cách thức mà họ nói rằng họ cai nghiện cái thuốc lá thật. Tuy nhiên tại sao mà FDA không có chấp thuận cho một cái giống như là chính thức mà chỉ bán tràn lan trên thị trường, và cũng có rất là nhiều những cái tin tức liên quan đó là họ muốn ngăn ngừa cái này, bởi vì cái điều này, những cái thuốc lá điện tử này họ làm nhiều cái mùi vị khác nhau. Thì những cái đó nó lại kích thích những đứa trẻ nó dùng cái này, mà đương nhiên những cái gì mà hóa chất mà dùng nhiều thì nó đều không tốt hết. Cho nên đây là lần đầu tiên FDA chấp thuận cái thuốc lá điện tử cấp phép cho một cái công ty, chỉ một công ty, có nhiều công ty sản xuất thuốc lá điện tử nhưng mà chỉ có công ty là RJ Reno là được cấp phép này. Wow. Và cũng chỉ một loại thôi, cái loại mà quý vị thấy trong hình á, nó gọi là Vilsolo, và cái hương vị của nó là phải là mùi vị của thuốc lá, chứ không phải là hương dâu, hương bạc hà, hương gì hết. Phải là cái mùi thuốc lá truyền thống. Nó chỉ có duy nhất như thế, là để cho những người nào mà người ta nghiện thuốc lá thì bây giờ người ta dùng cái chất này thì nó giảm đi cái nicotine. Còn đối với lại những cái những ai á, họ cũng khuyến cáo là những ai mà chưa từng hút thuốc lá thì đừng có thử những cái loại thuốc lá điện tử này. Giống như ra vẽ sành điệu, cái hình quý vị thấy nó cũng na ná như là cái điếu thuốc vậy đó, rồi có cái một cái hộp hương liệu rồi họ đổ vô, nhưng mà cái mùi hương thì nó nhiều lắm. Nhưng mà chỉ chấp thuận cho cái loại là mùi thuốc lá chính thống thôi. Cổ phiếu tăng khủng khiếp vào ngày hôm nay. Thế nhưng sáng nay khi mà FDA đưa ra cái quyết định này đã gặp phải cái sự phản ứng giận dữ của những người chống thuốc lá, đặc biệt chống luôn các loại thuốc lá điện tử nữa. Họ nói như vậy đó, họ trong thời gian qua họ đã dồn nỗ lực để vận động, kêu gọi đừng thông qua những cái vấn đề này. Bất cứ cái loại thuốc lá thì đã hiện hữu rồi, nhưng mà vapor, những cái loại thuốc hơi đó, họ mối quan tâm lớn nhất là trẻ em sẽ sử dụng chúng và từ đó đâm nghiện. Cho nên họ cũng đã có nỗ lực để đưa ra cái tuổi để ngăn cấm các em. Nhưng mà cái khó ở đây thưa quý vị, ngay cả súng nữa chúng ta thấy đó, cấm thì cấm chứ còn tụi nó đi nghĩa là chơi với nhau là tự động là có thể kiếm được không những thuốc lá điện tử mà cần sa ma túy nữa. Tuy nhiên bên phía FDA họ đưa ra quyết định này, họ nói rằng cái quyết định đó không phải là đơn giản, bởi vì họ thấy rằng tại sao mà phải chỉ có thuốc lá mới được chuẩn thuận thôi. Mục tiêu là như là cơ quan kiểm tra dược và thực phẩm, mà họ muốn hỗ trợ cho những người muốn bỏ cai nghiện thuốc lá mà cứ chưa được đó, thì không được. Mà thực sự có những người bạn của chúng tôi họ, bây giờ thì họ đã chuyển sang hút thuốc hơi rồi. Họ nói mà từ ngày hút thuốc hơi đó, họ đỡ, thứ nhất đỡ tốn tiền, thứ hai họ cảm thấy nó đỡ hơn, khỏe hơn so với thuốc lá mà vừa hôi tay vừa đủ thứ chuyện hết. Bây giờ không thuốc lá thì ngồi ở đâu cũng hơi hít vài cái thôi đủ rồi. Từ từ nó giảm bớt cơn nghiện, Ngọc Lan. Và cái điều đó chứng minh cho thấy những người sử dụng thuốc lá hơi đó thực sự giảm bớt cái tình trạng nghiện ngập thuốc lá. Thứ nhất là đỡ tốn tiền, đỡ tốn bao nhiêu mấy đồng nộp bạc, gần 10 đô la một bao thuốc lá một ngày. Sáng ngày hôm nay một bản tin cho thấy một cái tragic, một cái bi kịch đã xảy đến cho một gia đình ở Florida, nằm ở phía bắc thành phố Orlando. Đây là hình của cô Shamaya Lynn, 21 tuổi.
Theo nguồn tin ghi nhận, vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, trong lúc cô làm việc ở nhà và ngồi trong máy điện toán nói chuyện Zoom với một người đồng nghiệp ở trong hãng, hai người đang thảo luận với nhau, thì người ở phía bên kia Zoom á, họ nghe một cái tiếng đùng. Sau đó thì không thấy cô xuất hiện nữa, cô ngã xuống dưới bàn. Thì ngay lập tức cái người coworker đó gọi điện thoại 911 để báo: chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra mà tôi nghe có một cái tiếng động giống như tiếng súng. Cảnh sát đã đến nhà cô Shamaya Linh này và nhìn thấy cô nằm trong một vũng máu. Bên cạnh là đứa con 2 tuổi cầm một cây súng, thưa quý vị. Câu hỏi đặt ra là tại sao đứa bé 2 tuổi mà tìm thấy cây súng? Sau một thời gian điều tra và đến ngày hôm nay thì cảnh sát đã tới nhà. Sau cả tháng trời điều tra, cuối cùng thì họ đến nhà và sáng ngày hôm nay họ đã bắt anh Viandre Avery, 22 tuổi. Hai vợ chồng lấy nhau 21, 22 tuổi và có được đứa con nhỏ 2 tuổi. Lý do mà cảnh sát cáo buộc anh này tội ngộ sát là vì đã mang súng để trong nhà mà không khóa lại để cho đứa bé nó mò vào. Nếu như anh để cây súng đó ở trên cái tầng cao đó thì đã không xảy ra cái chuyện này. Anh để ngay dưới giường thì đứa bé nó cứ bò đi vòng vòng, nó thấy ô cái gì dễ thương quá, thế là nó có thể nó ảnh hưởng của tivi nữa. Nó cầm mà, bởi vì người mẹ trong lúc mà Zoom thì lo bận rộn, đâu có thấy đứa nhỏ nó làm gì đâu. Đang bận thì đứa bé nó đi, nó bò vòng vòng nó chơi thôi. Nó cầm cái súng nó chĩa vào người mẹ nó bóp cò, thưa quý vị, chết ngay tại chỗ. Cho nên một lần nữa cảnh sát đưa ra lời kêu gọi là súng ở trong nhà thì được, nhưng mà nớ khóa lại, nhất là có con nhỏ. Tương tự như là nhà có hồ bơi đó, mình phải bao bọc. Nếu quý vị không bao bọc mà con nít nó chết đó, là cái người chủ nhà hoặc là bố mẹ chịu trách nhiệm cho cái chết của đứa bé. Hôm tuần rồi đó thì Ngọc Lan có đưa ra một cái tin ở trong chương trình Cà Phê Sáng, nói về cái chuyện mà cái trò chơi ở trên TikTok. Bây giờ nhiều người đang sử dụng cái mạng này, thì dùng TikTok xong nó đưa ra những cái giống như trò chơi thách thức. Thì bây giờ có một em học sinh trung học 18 tuổi ở Louisiana, em này là Larianna Jackson, đã bị bắt vì cái tội tham gia cái trò chơi này. Cái trò chơi này yêu cầu các em á, là tát vô mặt của thầy cô giáo mới ghê chứ. Thì em này làm theo mà em đấm vào trong mặt của một bà cô giáo, mà bà cô này đang bị khuyết tật nữa. Đấm liên tục vào mặt bà giáo này. Bà giáo này 64 tuổi. Trong lúc mà người này đang ngồi nói chuyện với em thì em bà ngã xuống. Cái trò chơi đó yêu cầu là các em làm như vậy đó, rồi quay cái TikTok đó đó, rồi đưa lên mạng giống như là đứng tỏ là tôi đã tham gia cái trò này. Thì bây giờ em này đang bị cảnh sát bắt giam với cái hành động của em như vậy. Mà em đã 18 tuổi rồi thì em đã qua khỏi cái tuổi mà được miễn những cái quyền truy tố. Nông nổi lắm thưa quý vị. Hồi nãy chúng tôi có lúc đầu đưa ra một cái bản tin breaking news không được vui lắm đó. Chúng tôi có nhắc đến chuyện mà ông Putin đang họp với các doanh gia, các đại công ty sản xuất dầu hỏa trên toàn cầu. Cái tin này quý vị nhìn chẳng vui tí nào. Dầu hỏa có khả năng lên $100, quite possible, theo lời của ông Putin. Thì ông là một trong những quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất trên thế giới mà. Và ông nói rằng cái việc mà sau đại dịch này và cái tình hình tiêu thụ, rồi mùa đông đang tới nữa, và ông nhìn thấy cái giá dầu đang nhích lên từ từ, rồi đặc biệt là khối OPEC, các quốc gia Ả Rập đó thưa quý vị, cũng có liên minh với Hoa Kỳ nữa, họ cũng nhân cơ hội này để lấy lại số tiền đã mất trong cái thời gian trước đại dịch luôn. Ngọc Lan còn nhớ năm 2018-2019 dầu có 30 mấy, 45 đồng, nghĩa là dưới $50. Thì trong suốt mấy năm trời đó là bên phía khối OPEC Ả Rập là thiệt hại nặng nề. Họ phải xét tới vấn đề đầu tư quốc gia phát triển đất nước bởi vì không có tiền dầu. Bây giờ thì họ lấy lại. Cho nên trong thời gian qua, và kể cả các hãng ở Texas, nghĩa là dầu có khủng khiếp trong thời gian qua luôn. Họ nói 27 đồng một thùng dầu là vừa hồi vốn. Bây giờ là $80 và có khả năng lên thành $100.
và 100 đô la thì quý vị đổ một gallon 5 đô la là chuyện bình thường. Năm 2014 chúng ta cũng đã từng xài rồi mà. Năm 2004-2006 khoảng thời gian đó. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà Facebook và littlesaigontv.com đọc các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay, theo dõi phần livestream, phần tường trình đặc biệt. Vào trong YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé, và nhớ nhấn nút like.